Let's do something which we consider which is impossible and try to do something which is impossible. Okay? Now, I would like you to say a word, make a sound, ka. Chúng ta hãy làm một điều mà chúng ta xem như đó là điều không thể. Bây giờ tôi muốn các bạn nói từ ka nhưng không có âm a ở trong đó. Try to do it. Let's say. You want to say ka. The moment thời điểm the sound âm comes thanh phát a ra come. Thì âm a cũng sound sẽ phát cannot ra. Come without âm thanh a. Không thể phát ra mà không có âm a. And when you're trying to say và that, khi notice mà ta cố what gắng is để nói, happening thì in your xem head, điều gì diễn in ra your brain, trong in đầu, your mind. Trong não, trong tâm trí của mình. You know, you're making an effort ta to do something which is not possible. Ta biết là ta cố gắng nỗ lực làm điều không thể. From effort, you từ move sự on cố to gắng, effortlessness. Ta tiến tới sự dễ from dàng. Sound, you move on từ to âm silence. Thanh, ta đến với tĩnh that lặng. Is meditation. Đó so, chính là let thiền. Us do that vậy, now. Ta sẽ Let's thiền bây sit giờ with nhé. Our spine erect. Let us Ngồi close giữ thẳng our eyes. Lưng. Nhắm mắt lại. Now, mentally you are trying to say ka, but not really saying it. The effort to say ka without a itself can bring your attention, your focus 100%. Bây giờ hãy để cho tâm trí của ta cố gắng nói từ ka. Nhưng không thực sự nói. Cố gắng nói ka, nhưng không có âm a. Bản thân việc đó mang lại sự chú tâm, sự tập trung 100%. Your whole mind, your whole intellect, your whole body, your whole energy is focused to saying one thing now, that is ka. Say it with all your might. Try to say it. Ka without a. Notice it. It's not happening. It won't happen. But your effort to say it is still on. And notice now your entire being is focused, has become one. Beam of energy. Bây giờ toàn bộ tâm trí, sự hiểu biết của ta, toàn bộ cơ thể, toàn bộ năng lượng của ta tập trung vào từ ka. Nói từ ka với tất cả tâm trí của mình. Cố gắng nói từ ka mà không có âm a. Điều đó không diễn ra. Không thể xảy ra. Nhưng ta vẫn cố gắng để nói. Hãy tiếp tục. Và ta để ý thấy toàn bộ sinh lực của ta đang tập trung lại như một chùm năng lượng. Stop the breath also. Notice already your breath is very subtle. When you're putting your effort, your breath is already stopped. Hơi thở cũng dừng lại. Cảm nhận hơi thở của ta trở nên rất nhẹ nhàng. Khi ta đặt nỗ lực, hơi thở của ta cũng dừng lại. With all your might, your energy, your intention, your mind, your intellect, your whole body is involved in saying a sound, ka without a in it. Your breath is also held. Your 100% effort. Be in that state as long as you can. You put your 100% to say a word. Notice the joy, the pleasure of such focus.
and let go. Với toàn bộ tâm trí, năng lượng và sự chú tâm, toàn bộ lý trí, tâm trí và cơ thể của ta hòa làm một để nói từ ca mà không có âm A trong đó. Hơi thở của ta cũng hỗ trợ 100% nỗ lực. No, let go and relax. Hãy ở trong trạng thái này lâu nhất có thể. Ta đặt nỗ lực 100% để nói một từ. Hãy để ý đến sự thích thú, niềm vui của việc tập trung này và thư giãn. Relax your body. Let the breath keep moving. But notice the focus in the mind is still alive. The intention to say ka without a is still lingering on. Bây giờ, hãy buông bỏ và thư giãn. Thả lỏng cơ thể. Hơi thở tiếp tục di chuyển và cảm nhận sự tập trung trong tâm trí vẫn còn đó. Ý muốn để nói từ ca mà không có âm A vẫn tiếp tục. Now let us dismantle this intention that we don't need to say ka without a. It is an impossible thing. Let go of the intention and let your mind expand and spread in all directions. Bây giờ, hãy thôi ý định nói từ ca mà không có âm A. Đó là điều không thể. Hãy buông bỏ ý định đó để cho tâm trí của ta được mở rộng và lan tỏa ra mọi hướng. Let the mind expand. Let go of the sankalpa, your intention, at this moment. Let's take a deep breath in. And as you breathe out, let go of the intention. Hãy để cho tâm trí mở rộng và buông bỏ nguyện ước hay ý định của ta ngay lúc này. Hít vào một hơi sâu. Và khi thở ra, ta hãy buông bỏ mọi ý định hay sự cố gắng. Let mind spread in all directions. Let go of all the focus. Để cho tâm trí được lan tỏa ra mọi hướng, buông bỏ mọi sự tập trung. Any tension in any corner of your mind, just let go of it. Be with it and allow it to relax all by itself. Bất kỳ ý định trong bất kỳ ngõ ngách nào trong tâm trí của ta, hãy buông bỏ và để cho điều đó diễn ra. Cho phép điều đó từ từ, nhẹ nhàng, thư giãn. A body is like the wick of a candle. The mind is like the flame, the glow. Let the mind spread on both sides of your head, right and left side. Just like the ray of light,
which would spread far. Let your mind start spreading on both sides of your head. Another deep breath in and breathe out. Cơ thể chúng ta như cây nến và tâm trí như ngọn lửa, như ánh sáng. Hãy để cho tâm trí lan tỏa ra cả hai hướng từ vùng đầu của mình, bên phải và trái, như một chùm ánh sáng lan tỏa ra xa. Hãy để tâm trí lan tỏa ra hai bên vùng đầu của ta. Hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra và thư giãn. Let go of all your effort and be peaceful. You are peace. Hãy buông bỏ mọi nỗ lực. Hãy bình yên. Ta chính là sự bình yên. There is that mischievous quality in you which is hiding deep in your belly, which used to manifest when you were a kid. It has not gone away anywhere. It is still there, deep in your tummy. As you relax, it starts manifesting. As you journey from your head to your belly, your mischievousness starts showing up. Your generosity starts showing up. Joy starts welling up. Relax and let go. Let go of all your efforts. Có một sự tinh nghịch ở trong ta, nằm ẩn sâu bên trong. Điều này thường được thể hiện khi ta còn là một đứa trẻ. Và cho đến giờ, điều này vẫn ở đó, sâu bên trong ta, không mất đi. Khi ta thư giãn, sự tinh nghịch này lại bắt đầu trỗi dậy. Khi ta đưa cảm nhận từ vùng đầu đến bụng, sự tinh nghịch này bắt đầu thể hiện. Sự sung túc bắt đầu được thể hiện. Niềm vui bắt đầu được bộc lộ. Hãy thư giãn và buông bỏ. Buông bỏ mọi nỗ lực. This moment there is no wish, no regret. Just repose and relax. Ngay lúc này, ta không có mong cầu hay hối tiếc, chỉ nghỉ ngơi và thư giãn. Loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Thank you.
slowly and gradually become aware of your body and surroundings. Notice the lightness that has come into you. Weight from our shoulders have gone. Feel lighter from inside. Take a deep breath in with a smile on a lighter vein. Breathe out and gently. Từ từ và chậm rãi, cảm nhận cơ thể và môi trường xung quanh chúng ta. Cảm nhận sự nhẹ nhàng đã đến trong ta. Sức nặng trên đôi vai đã mất. Cảm nhận bên trong ta nhẹ nhàng hơn. Hít vào sâu, rồi với nụ cười trên môi, hãy từ từ thở ra nhẹ nhàng. Sau đó ta có thể chậm rãi mở mắt ra.